Hi, chào tất cả mọi người, mình là Mr. Nhện. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn setup một hộp nuôi nhện cây. Wow. Trên đây tôi là một hộp nuôi có kích thước là 13 x 13 x 18 cm chiều cao. Với cái hộp nuôi này chúng ta có thể nuôi được con nhện từ size sterling, nghĩa là con nhện mới nở, cho tới size khoảng cỡ chừng 8 đến 10 cm, tức là khoảng vài chừng sau chừng 1 năm cho tới 1 năm rưỡi, đó tùy loại phát triển nhanh hay chậm. Vâng, nhện cây thì đa phần là phát triển rất là nhanh nha các bạn. Với cái thứ hai là cái chiều dài thân của nó rất là dài so với cái dòng nhện đất. Tôi cũng xin giải thích các bạn sự khác biệt giữa hộp nuôi nhện cây và hộp nuôi nhện đất nó như thế nào. Vâng, hộp nuôi nhện cây á, thì nghe cái tên ta cũng biết con nhện nó là như thế nào rồi, là loại nhện sống nó ở trên cây. Vâng, nó sống trong những hốc cây, điều đó có nghĩa là nó cần cái chiều cao, hộp nuôi có chân chiều cao thôi các bạn. Cái thứ hai là nó phải thoáng khí. Còn đối với hộp nuôi nhện đất thì các bạn, là nhện đất thì cái tập tính của nó đa phần nó là đào hang, do đó chúng ta cần hộp nuôi có cái lớp nền dày là được, với thứ hai bề mặt rộng, không cần đến chiều cao của thành hộp. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ setup hộp này ạ. Vâng, tôi có sử dụng mùn dừa thôi các bạn. Chất nền mà tôi sử dụng đó là mùn dừa. Mùn dừa thì tôi thấy ưu điểm của nó là dễ kiếm thôi các bạn. Mùn dừa dễ kiếm, với thứ hai là nó không có chứa những cái vi sinh có hại, sinh vật có hại hay là phân bón các thứ. Nói chung nó như nó từ cái thân cây dừa người ta xay ra thôi các bạn, nên nó cũng không có gì độc hại mấy. Thứ hai là dễ kiếm và rẻ tiền. Mùn dừa các bạn này có thể kiếm được ngoài tiệm cây cảnh thôi các bạn, tiệm mà bán hoa cây cảnh các thứ. Các bạn mua về thì nó không có được sạch như vậy đâu. Cái này là tôi đã dùng cái rổ các bạn. Dùng rổ mình sẽ rây đi cái lớp sơ dừa nó như những sợi tóc các bạn. Những cái này thì nó nhìn nó không có được thẩm mỹ. Mình lọc ra như vậy thì nhìn cho nó sạch thôi các bạn. Vâng, tôi cho vào đây ạ. Thường người ta khuyên là đối với một số cái dòng, đối với cái dòng nhện cây ấy, thì mình không có nên dùng chất nền dày quá. Lớp nền chỉ cần mỏng thôi. Nhưng tôi thì lại nghĩ lại. Nghĩ khác. Tôi vẫn cho lớp nền dày. Thứ nhất là sao? Thứ nhất để nó duy trì cái độ ẩm nó hiệu quả hơn. Vì nếu như cái đất mỏng quá thì các bạn nó sẽ mau khô. Và khi nó khô nó nhiều khi nó sẽ hút ngược lại. Hút ngược lại khiến cho cái độ ẩm nó bị mất cái độ ẩm đi. Vâng, chúng ta nên dùng cái nền dày nó duy trì nó ổn định hơn. Tôi nghĩ mình có thể dùng tới 4 cm để. Và các bạn cho vào và ném chặt lại ạ. Vâng, đây là tôi sử dụng khúc cây này, là khúc cây bụi sữa thôi các bạn. Cái loại này thì nó, cây này thì nó ít nấm hơn cái loại khác. Tôi có khoan những cái lỗ nhỏ này để cho nhện trú ẩn. Các bạn cho vào đây ạ. Rồi chúng ta quay cái mặt lỗ ra đằng trước thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng quan sát con nhện chúng ta hơn. Rồi chúng ta sẽ cố định nó lại, tránh đụng đậy. Và như vậy là chúng ta đã có xong một cái hộp nuôi dành cho nhện cây ạ. Vâng, và tôi sẽ chuyển con nhện của tôi qua cái hộp nuôi này thôi các bạn. Vâng, đây là con Orange Tree Spider. Vâng, nghe cái tên thì các bạn cũng biết nó là nhện cây rồi. Vâng, con này thì nhiệt độ sống nó vào khoảng chừng 23 đến 27 độ C. Và cái độ ẩm là khoảng 65 đến 75. Nghĩa là cũng hơi thấp, không cần cao lắm. Vâng các bạn, có một điều chúng ta nên phải biết rằng á, là ở cái khí hậu Việt Nam á, độ ẩm rất là cao, tức phải đến 70 đến 80 tùy vùng và tùy từng tháng trong năm nữa. Nên nhiều khi các bạn nuôi nhện, các bạn cứ nghĩ là lấy cái bình xịt rồi xịt ẩm thì nghĩ nó có ẩm, nhưng mà mình cũng không có thể biết được độ ẩm nó đang là bao nhiêu. Có thể là lên tới 90 hoặc 100%, nghĩa là cái hộp nuôi mà chúng ta hơi nước đọng lên trên, nghĩa là nó hơi ẩm, nó là trạng thái bão hòa rồi, nghĩa là nó bên trong cái đó không khí trong cái khu vực đó nó toàn hơi nước không các bạn, thì điều đó rất là hơi khó chịu cho nhện. Vâng, đây giống như là khi các bạn ở dưới thành phố, ở trên tôi thì ít gặp, nhưng dưới thành phố là ví dụ như trời đang nắng như vậy là tự nhiên có cơn mưa bất chợt cái xong rồi tạnh luôn á,
thì cái hơi nước á, nó xuống nền đường bắt đầu nó sẽ bốc hơi lên đó, khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu, gọi như là bị hầm á, thưa các bạn. Thì đối với con nhện cũng vậy, ví dụ như này thời tiết mà nóng mà các bạn cứ để cái nền ướt thật ướt á, thì nó ra như một cái lòng, ra như một cái lò, gọi là lò xông hơi thôi các bạn. Điều đó thì tôi nghĩ chắc chả ai có thể sống suốt cả đời trong cái lò xông hơi được. Vâng, sớm muộn thì các bạn cũng không bệnh thì chắc cũng ngấp ngói thôi các bạn. À, vâng, kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi không có bao giờ xịt ẩm lên cái hộp nuôi thôi các bạn. Tại vì cái độ ẩm trung bình của Việt Nam chúng ta nó khoảng từ là 70 đến 80 rồi. Nghĩa là nó đã phù hợp với con nhện rồi các bạn. Cái mình cần ở đây á, là các bạn đổ trực tiếp nước vào cái nền này thì các bạn này, để duy trì cái độ ẩm bên trong đó. Tức là độ ẩm á, là hơi nước nó sẽ từ nền nó sẽ bốc lên thưa các bạn. Nếu các bạn để nền khô quá thì có thể nó sẽ hút hơi ngược trở lại. Vâng, của tôi thì tôi để nó, bạn thấy cái nền nó hơi đen đen như vậy được này. Còn nếu mà nó khô quá nó sẽ chuyển sang màu vàng, và cái hạt hạt mùn dừa này nó sẽ rời rạc ra thôi các bạn. Còn cái này bạn nhấn vô thì nó vẫn còn liên kết. Con nhện đâu rồi thưa bạn? Ở đây. Vâng, tôi sẽ chuyển con nhện qua cho các bạn. Vâng, nuôi nhện một cái là bạn hạn chế tiếp xúc thôi các bạn. Chúng ta không có lên để nhiều đụng chạm với nó nhiều các bạn. Đụng chạm thì nhiều khi không tốt cho nó. Vâng. Qua rồi thưa các bạn. Tôi xin kết thúc video tại đây. Chào các bạn.